đây là con máy xí bu lông mẫu mới nha. Công an lực xí này, lực xí 980 nm này. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho bạn xem nha. Đây nha, cái đầu nó rất là bự nha. Đây, đầu nó rất là bự nè. Cái đầu đập của nó nè, đầu đập của nó rất là bự nha các bạn. Đầu của nó, cục đập của nó rất là bự nha. Bây giờ mình sẽ tháo này ra nha. Nhôm nha, ha, con mặt mẫu mới ha, nó sẽ có keo nè, keo, độ keo chống ẩm, chống nước nha các bạn, chống ẩm chống nước nha, có hai tụ, một cái công tắc điều khiển, thay đổi tốc độ nè, cái bấm điều khiển thay đổi tốc độ, còn cái này là cái công tắc của nó này ha, dán rất cứng nha, cái chỗ là cái công tắc này dán keo rất cứng nha các bạn, đây, dây lớn nè, đây mình sẽ tháo cái cũ này ra cho bạn xem nha. Ha, dây đồng nè, đó, mọi người thấy dây đồng rất là lớn nha, dây đồng cực kỳ lớn luôn nha bạn. Đây cái cục đập của nó nè, cục đập của nó là 980 Newton nha, bự rất bự nha, cú đập nặng rất là nặng luôn nha bạn. Đây cái gô động cơ của nó đây. Dây đồng ha, dây đồng rất là lớn luôn, sáng, quá, quá tải nhiệt. Ha, cái lò xo nè, cái mọi người thấy cái nhông nè, cái nhông nó rất là lớn nha. Đây, có cái lò xo nè ha, lò xo cực kỳ lớn luôn nha bạn, nặng khá nặng, sức mạnh nè. Đây, cái nhông đó nè.